Hi, chào các bạn trở lại kênh YouTube của mình Cần Thơ Ký Sự 065. Mình làm cái chuỗi về mấy cái thiết bị phát wifi á, có gì giới thiệu cái đó. Đây, người dơi Batman, wifi Batman. Ngày hôm qua thì mình đã clip trước mình đã là cấu hình con đĩa bay Linksys LABN600, còn đó cấp mới GAO 2016 2017 khoảng 45 triệu gì đó. Đĩa bay bên này tính con dơi, như người dơi Batman, hay hình những cánh dơi hầm hố màu đen Tebilin khá nặng. Để coi mã nó gì đây. Này là con Tebilin, là mấy dòng rẻ tiền phổ biến xài gia đình, ở ngoài thị trường bán nhiều, cửa hàng nào cũng bán. TLVAG4941. Đây, mình trên mạng mình tra thử. Đây ha, tra trên mạng ha. Nó đây, Tebilin VKR941HB, bộ phát công suất cao 450 mW, Tiki. Có ba cái anten gâu, ba gâu to ha, có giá là nhiều đây, tập đây. Giá 8900 ha, tầm. Cái này thì cái con này là thế hệ cũ rồi bạn. Con này xưa giá cũng cỡ 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Xưa này xài gia đình bình thường thì được. Nó chỉ có tần số 2.4, không phải không được 5G. Bây giờ mấy cái modem bây giờ wifi giờ nó hỗ trợ hai tần số anh. Cái này dạng Tebilin thì không có hàng xịn đâu. Mình đi lắp nhiều thì mấy cái Tebilin thì nó không có xuyên tường mạnh, cái xuyên tường mạnh nó đấy là bằng Totolin đấy. Totolin là khoảng 4-5 triệu á. Rồi, kiếm anten gắn vô, ghim điện vô. Có ăn chạy được không? Bật bật ha, à, nút bật ha, mẹ chưa bật. Còn chạy ha, bao giờ bật lên ha. Cái anten vô. Cần thì lên mạng tra. Thường các bạn là mua về nó nên chụp cái này lại. Nên chụp cái phía sau này lại nè. Đó, sau này có reset thì chúng ta thấy cái hình mình đây có lúc reset à. Hạn sau này mình treo ở trên cao mà nó lỗi đó, muốn reset lại, bấm reset xong thì nó trở lại cái cấu hình nguyên thủy của nó, thì nó sẽ có wifi, tên wifi với password, phải nhập cái password đây nè. Số này nè,
178 45 401. Thợ chuyên nghiệp đi làm thường làm biến ít đem laptop theo, xưa hay đem laptop theo hay game vô vô đây kết nối giống như kiểu ngày hôm qua đó, kiểu cái con đĩa bay đó. Còn bây giờ mình đi cài chủ yếu rồi sẽ cài bằng điện thoại di động. Đâu mình đi check thử. Rồi giờ mình đi check thử. Gửi anten ra cho dễ. Đây. Ở đây thì một cổng internet cũng WAN thì cũng LAN. Rồi anten ra, đây nó bị chết à. Thường mấy modem mà Tabilin mấy dòng Standa hay là Totolin nó có cái nút bị chết ha. Chạy mặt định nhà sản xuất chúng ta thường lấy cái viết nè. Để vô đây, đè vô đây. Nhìn ở trước. Đó. Khi mà nó chớp cùng lúc gì thì là nó xong đó. Đợi nó khởi động lại rồi mình kết nối vô thử. Nguyên mẫu nhà sản xuất ha. Tên wifi nè. Tabilin 29B2. Bắt qua wifi nè. Thường chúng ta mua về thì mấy kỹ thuật bây giờ chủ yếu là làm bằng điện thoại ha. Đây mình thấy nè. Tên wifi nè, kết nối vô. Mình nhập cái số 17 1784 5403 17 84 5403. Xác thực nè. Wow, nó đang chưa đứng mất vợt này. 17 84 5403. Rồi kết nối xong ha. Coi nó cấp IP gì đây, vô cấu hình bình thường thôi. 192.168.0.1 ha. Đó, vậy thôi, admin là vô, thao tác bình thường ha. Đó, đây. Clip này thì mình chỉ hướng dẫn, mình không phải hướng dẫn mà mình chỉ show thôi. Lâu có cái này thấy hầm hố, mình quay cho bạn coi. Đĩa, phải đi bay mà là người dơ Batman. Thường các bạn nên chụp cái hình này lại ha, chụp hình này lại đi. Khi mình treo ở đâu trên la phong hay trên cao đó, rồi mình treo đó mình làm reset, mình reset xong mình xuống thì mình mất công treo lên nhìn wifi, nhìn cái bắp vật này nó khó ha, mình cứ lưu trong máy mình cứ chụp thôi. Clip kết thúc đây bạn ơi. Đấy.